Mẹ, cái con tôm nó vào vét kinh hết rồi. Toàn để cho cái thằng cái con sắp bó nó vào vét thế. Con tôm nó toàn vào vét thôi ấy. Ui, cái gì đây? Chạy đi ông ơi, chạy đi, bỏ đi. Đánh AD nó, tập trung đánh AD nó đây. Rồi, support chết. Đẩy được đấy nhỉ? Hay rồi. Una khỏe rồi, Una xanh rồi. Una xanh rồi. Nghỉ chị ơi, team cãi lộn rồi. Rồi, có sao đâu, cãi lộn kệ team chứ, nghỉ nào. Sao nghỉ? Không nghỉ nha. Không nhá. Không có nghỉ được nhá các bạn. Never give up. Để cho Una bốc trước rồi đánh. Chịu rồi. Sao đỡ được? Áo chị. Ôi, tôi mệt mỏi quá. Trời ơi. Tôi trầm cảm quá các bạn ơi. Ranh vàng với tôi nó khó vậy sao? Chắc đi qua gọi là chế độ sinh tồn chơi tạm quá các bạn ạ. Chẳng lẽ xanh vàng của tôi nó khó vậy sao? Hai bác này từ xem nào.